Xin giới thiệu đến quý ông bà anh chị em tượng Đức Mẹ Núi Cúi, đỉnh cao nhất nơi trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Trái tim chiều tấm lòng hướng về núi cuối thâm tình, chiều trái tim và chiều tấm lòng dâng mẹ với trót tâm tình, từng lời kinh khấn cầu hy sinh, ngàn lời ca chúc tụng tôn vinh. Tạ ơn mẹ, tạ ơn mẹ đã ban xuống mọi ơn lành. Maria là nữ vương vô nhiễm nguyên tội, mẹ là gương nhân đức sáng ngời, đoàn con vâng theo mẹ suốt đời. Nhưng hôm nay bao con người đang bị bách hại, khi nhân phẩm đang bị chà đạp, nguyện mẹ thương cứu giúp mẹ ơi. Chiều trái tim chiều tấm lòng hướng về núi cuối thâm tình, chiều trái tim và chiều tấm lòng dâng mẹ với trót tâm tình, từng lời kinh khấn cầu hy sinh, ngàn lời ca chúc tụng tôn vinh. Tạ ơn mẹ, tạ ơn mẹ đã ban xuống mọi